học piano ở đây được bao lâu rồi? Giờ em học piano ở đây gần khoảng 2 tháng. Em thấy chương trình học ở đây như thế nào? Nói về thì chương trình học ở đây có lộ trình khá là rõ ràng. Hiện tại là em đang học quyển sách cơ bản về nhạc lý và có những bài áp dụng cho đàn với học cả hai tay và quan trọng. Giáo viên ở đây